Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo. Đoàn công tác Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Cần khẩn cấp xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự, xã Hòa Bình và Tích Thiện, huyện Trà Ôn phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Tin trong nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới, đón hơn 9.000 tân sinh viên của đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo. Ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 15 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào quỹ vì người nghèo hơn 224 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã giúp hơn 38.600 gia đình nghèo khắc phục khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý là đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 29.700 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá hơn 291 tỷ đồng. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho hơn 550.000 lượt hộ nghèo với giá trị phúc lợi hơn 1.858 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13% năm 2000 ước đến cuối năm 2015 giảm còn 2,54%. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần có bước khảo sát phân loại đối tượng nghèo, tăng cường giải quyết việc làm, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hộ nghèo chí thú làm ăn và phân công từng đoàn thể hỗ trợ xây dựng kế hoạch giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc vận động ngày vì người nghèo là cuộc vận động lớn của Đảng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội, do đó trong thời gian tới cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cái việc đầu tiên là các cấp ủy Đảng, chính quyền, rồi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhà chúng ta đó tiếp tục thực hiện tốt cái thông tri số 20 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi các cái văn bản của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh về cuộc vận động vì người nghèo trong thời gian tới một cách mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và sáng tạo hơn để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó là theo dự kiến của tỉnh ủy là mỗi năm giảm 1% theo cái tiêu chí mới, mà giảm ở đây là giảm theo cái hướng là bền vững, cần phải đổi mới cái phương thức huy động bằng nhiều hình thức, bằng nhiều nguồn lực. Quản lý chi của chúng ta phải minh bạch, phải hiệu quả và phải chặt chẽ, không để xảy ra cái thiếu sót, cái tiêu cực. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo giai đoạn 2001-2015. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm và làm việc tại một số đơn vị thuộc quân khu 9, sáng nay, đoàn công tác Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Cao Sa, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Vũ đã thông tin đến các thành viên trong đoàn tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương trong thời gian qua và những kết quả trong việc hợp tác phát triển giữa tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Kết Nghĩa Campuchia và một số địa phương khác của Vương quốc Campuchia. Trong đó, đáng chú ý là Vĩnh Long và một số tỉnh, bộ ngành của Vương quốc Campuchia đã thực hiện tốt các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên các lĩnh vực. Đại tướng Cao Sa đã cảm ơn sự đón tiếp chân tình và trọng thị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và khẳng định với cương vị công tác của mình, đại tướng sẽ tạo mọi điều kiện để tỉnh Vĩnh Long triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Đồng thời bày tỏ lòng mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tạo điều kiện để Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đến tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của tỉnh, cũng như học tập những kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách đối với quân nhân khi đã xuất ngũ, về hưu.
Thành ủy Vĩnh Long vừa tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho 3 đảng viên cao niên tuổi đảng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, ngụ ở phường 3, phường 8 và xã Trường An, thành phố Vĩnh Long. Việc trao huy hiệu cho các đồng chí cao niên tuổi đảng vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa là sự ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực cống hiến của các đảng viên trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời là động lực để các đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cho lớp đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đảng viên. Trong đợt này, thành phố Vĩnh Long có 59 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Bắt đầu từ hôm nay, huyện ủy Trà Ôn tổ chức 3 đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết trong 9 tháng năm 2015 của đảng bộ tại 14 xã thị trấn trên địa bàn. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết năm 2015, trong đó chủ yếu là việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm giảm nghèo, chính sách xã hội và an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, tuyển quân, kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đặc biệt, huyện ủy sẽ chú trọng giám sát công tác xây dựng đảng, kết quả triển khai nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội của đảng bộ các xã thị trấn, việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa của từng đảng ủy. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đình Quang Phong ở xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Đình Quang Phong được xây dựng vào khoảng năm 1825 là cơ sở thờ các vị thần phò trợ, làm chỗ dựa tâm linh cho dân làng làm ăn sinh sống. Ban đầu, tuy được xây dựng đơn sơ nhưng có đủ các hạng mục của đình làng Nam Bộ. Trải qua những năm kháng chiến, đình Quang Phong không chỉ là thiết chế mang tính tín ngưỡng dân gian của nhân dân địa phương, mà còn là nơi để lực lượng cách mạng chọn làm điểm để tổ chức hội họp, cất giấu vũ khí. Đây cũng là nơi để lực lượng cách mạng tập hợp thanh niên trong làng để tổ chức dạy võ nghệ và tuyên truyền chủ trương đường lối cách mạng của đảng ở địa phương. Việc được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đình Quang Phong sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, đơn vị đã lắp đặt mới 1.800 đồng hồ nước cho người dân, nâng số hộ dân được sử dụng nước từ hệ thống tập trung lên 56,6%, tăng 0,6% so với cuối tháng 7. Tính đến nay, Trung tâm đã thực hiện đạt 51% kế hoạch năm, trong đó 13 danh mục công trình nâng cấp đã cơ bản hoàn thành. Hiện đơn vị đang triển khai lắp mới đồng hồ cho những hộ dân đã đăng ký. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, trong tháng 8, đơn vị tiếp nhận 58,5 tỷ đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ. Trung tâm đang tổ chức gọi thầu và sẽ tiến hành nâng cấp 8 công trình, xây dựng mới 1 công trình trong thời gian tới. Mục tiêu đến cuối năm sẽ đạt 60% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Thưa quý vị, Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Long sẽ triển khai kết quả đề tài xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở các địa phương có vùng chuyên canh trồng khoai lang trên địa bàn tỉnh. Các lớp tập huấn sẽ được mở trong tuần này để phổ biến kỹ thuật phòng trị cho cán bộ nông nghiệp và bà con nông dân. Đề tài được triển khai từ tháng 5 năm 2014 và kết thúc vào tháng 8 năm 2015 với các mục tiêu xác định sâu hại đục củ khoai lang, xây dựng các quy trình quản lý và phòng trừ hiệu quả. Theo đó, đề tài đã đưa ra quy trình tổng hợp phòng trị sâu đục củ khoai lang như xử lý đất, chọn giống khoai lang kháng bệnh, sử dụng bẫy dẫn dụ côn trùng, sử dụng nấm xanh, trồng xả, xen vào ruộng khoai và sử dụng tinh dầu xả để làm tác nhân xua đuổi côn trùng. Ngoài tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phòng trị sâu đục củ khoai, Chi cục Bảo vệ thực vật cũng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều mô hình điểm tại các xã Thuận An của thị xã Bình Minh, Tân Bình của Bình Tân để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, người dân ở ấp Phú Thành 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ phản ánh là mấy năm nay họ luôn sống trong môi trường ô nhiễm mà nguyên nhân chỉ do một hộ dân chăn nuôi quy mô lớn gây ra. Sự việc này đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân xung quanh. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự Truyền hình Vĩnh Long thực hiện vào sáng nay. Trại nuôi heo quy mô lớn này là của ông Nguyễn Thành Sơn tại ấp Phú Thành 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Tuy nuôi quy mô lớn nhưng không có hàng rào ngăn cách với người dân xung quanh. Tại thời điểm chúng tôi ghi hình, trại có trên 100 con heo lớn nhỏ. Và đây là những phế thải từ việc nuôi heo.
Mặc dù trại nuôi có xây hầm ủ bioga để xử lý chất thải, nhưng có cũng như không. Tất cả đều thải hết ra ao giường. Và các xác heo chết cũng không được xử lý. Nuôi thì nuôi, nhờ mấy chú nói giùm cũng như là người ta vệ sinh cho sạch sẽ lại, cho đừng có dơ vậy rồi ô nhiễm môi trường, mình ăn uống bệnh hoạn vậy đó. Trời ơi, 3-4 năm nay rồi, lâu lắm rồi. Mà biết rồi, giờ bà con ở đây chịu hết nổi rồi, người ta mới ấy chứ. Mỗi lần giấc sáng hả qua nhà tôi ngồi là khách lại ngồi là người ta chịu không nổi, nó thúi á. Nuôi mà để thả heo dưới mương này trôi nước ra, nhờ ở trên giải quyết giùm chuyện bớt hôi thúi thôi, chứ cho nước sạch sẽ cho anh em. Mức đầu tiên là coi như cái nguồn nước, cái thứ nhất, quan cái thứ hai nữa là cái thúi. Bây giờ ở đây là coi như khu vực này là thúi, 4 mùa hết luôn, là coi như thúi chịu không nổi luôn. Còn cái nước á, có những cái nhiều khi là vô nước ép nó, nó lợn cợn. Tại địa phương này từ trước đến nay không có nước máy. Con kênh này là nguồn cung cấp nước duy nhất cho người dân ở đây. Tuy nhiên, trại nuôi heo của ông Nguyễn Thành Sơn cứ thải trực tiếp ra sông, khiến bà con hết sức lo lắng. Bà con ở đây thì xài nước sông, mà cái trang trại này ở đây là làm không có kỹ, thành ra cái nguồn nước rất là dơ. Rồi xài thành ra giờ tới ảnh hưởng mình mấy em dò cắn, không còn cái gì hết trơn á. Mấy người lớn giờ cũng bị bệnh hoài, mà trẻ em thì cũng bị ngứa, xài nước là nguồn nước nó cũng rất là dơ, bị ngứa dữ lắm. Hộ ông Nguyễn Thành Sơn cũng được Ủy ban dân huyện cấp phép sản xuất kinh doanh mô hình trang trại. Qua cái thông tin phản ánh của những cái hộ dân gần khu vực hộ ông Sơn phản ánh thì Ủy ban dân xã kiên quyết sẽ chỉ đạo cho các cái cán bộ chuyên môn đến để khảo sát, hướng dẫn cái hộ ông Nguyễn Thành Sơn là thực hiện đúng cái quy định về nước thải cũng như những cái tác động môi trường do quá trình chăn nuôi gây ra. Người dân cho biết việc chăn nuôi của ông Nguyễn Thành Sơn thì họ không ý kiến gì, vì đó là hoạt động phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chăn nuôi thì cũng phải đảm bảo giữa lợi ích cá nhân và của cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, hiện đang là mùa dịch bệnh mà môi trường không được đảm bảo. Thêm vào đó là xác suất vật chết cứ dứt ra môi trường như thế thì làm sao tránh được dịch bệnh. Do đó, rất mong ngành chức năng khẩn trương có giải pháp xử lý triệt để nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh ủy Vĩnh Long về xây dựng nông thôn mới, hôm qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của hai xã Hòa Bình và Tích Thiện của huyện Trà Ôn. Đây là hai địa phương đang phấn đấu về đích trong năm 2015. Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn đã huy động được gần 36 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn ngân sách đầu tư trên 17 tỷ đồng, đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long tài trợ trên 16,6 tỷ đồng. Số còn lại do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Nhờ vậy, đến nay, xã Hòa Bình đã thực hiện cơ bản hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Còn lại tiêu chí môi trường, mà chủ yếu là hai chỉ tiêu về nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, đang được địa phương tập trung thực hiện. Về nước sạch đó là sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái ấp là được mở rộng cái tiếng ống á, thì sẽ đẩy nhanh cái tiến độ để đào lắp đặt ống. Trên cơ sở đó sẽ vận động người dân là kéo cái nước để sử dụng. Về nhà tiêu hợp vệ sinh á, thì xã cũng đến thời điểm này thì đạt trên 64%. Như vậy thì còn khoảng là 27 hộ nữa là xã sẽ đạt cái tiêu chí này. Thì cái giải pháp xã sẽ chỉ đạo là ngay chỗ cái vận động trong cái đoàn viên hội viên cũng như đảng viên á, là vay cái từ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách để mà tiếp tục là đầu tư xây dựng, thì đảm bảo cuối tháng 9 này thì xã sẽ đạt cái tiêu chí này. Đối với xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được gần 69 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhờ vậy đến nay, xã đã thực hiện cơ bản đạt 16 trên 19 tiêu chí. Còn lại 3 tiêu chí giao thông, trường học và môi trường, xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về tiêu chí giao thông và tiêu chí trường học đó, thì xã sẽ là liên hệ cái chủ đầu tư, đơn vị thi công, đôn đốc là đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho nó đạt trong thời gian theo quy định.
Riêng tiêu chí về môi trường đó thì xã hiện nay thì còn vướng vấn đề về nước sạch. Hiện nay thì tỷ lệ dân sử dụng nước máy tập trung của xã khoảng 45%, chưa đạt theo quy định. Tuy nhiên xã cũng đang đề xuất với tỉnh, đặc biệt là chủ sở y tế sớm công nhận cái chất lượng giếng khoan của xã để góp phần vào cái tiêu chí cho xã đạt tiêu chí về cái môi trường. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá cao những nỗ lực của hai xã Hòa Bình và Tích Thiện trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Dịp này, đoàn cũng đề nghị hai xã nên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhưng phải đảm bảo chất lượng. Riêng về tiêu chí nhà ở, mặc dù đã cơ bản đạt, song vẫn còn nhà tạm chưa được xóa, hai xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí này theo quy định. Ngoài ra, đoàn cũng đề nghị hai xã cần tập trung thực hiện tốt tiêu chí môi trường, thu nhập và hộ nghèo. Đặc biệt, đối với tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, cần phải chú trọng nâng cao chất lượng. Trong ba cái tiêu chí mà Trung ương quan tâm nhiều hoặc lãnh đạo tỉnh quan tâm nhiều là thu nhập nè, hộ nghèo nè và nhà ở. Mà Trung ương thì cũng đặc biệt nhấn mạnh cái thu nhập với hộ nghèo. Ông nói đó hai tiêu chí gần như tiêu chí bắt buộc, nếu không đạt là không chấp nhận. Mấy cái khác có thể chấp nhận là điều chỉnh chút ít. Nhưng mà hai cái đó bởi vì hai cái cốt lõi nhất. Còn nhà ở đó thì nó cũng là một cái vấn đề để xác định cái đời sống dân mình nó có ổn định không. Cho nên theo tôi thì cái nhà ở cũng rất là quan trọng. Cho nên chúng ta phải phân tích và phải có vận động. Phải có vận động. Vận động là vận động hết sức tích cực. Qua thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của hai xã Hòa Bình và Tích Thiện, huyện Trà Ôn, đoàn khảo sát đã thống nhất đưa hai địa phương này vào danh sách các xã chỉ đích trong năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của tỉnh ủy đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 41. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 và báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016. Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát chuyên đề và xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015 và trên cơ sở đó tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là kỳ họp có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội để góp phần hoàn thành cơ bản việc sửa đổi khung pháp lý về hoạt động tư pháp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ xã hội, thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, của công dân. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2015 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, ngành công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, giỏi về khoa học công nghệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Chú trọng đào tạo cán bộ khoa học công nghiệp quốc phòng, nhất là đội ngũ cán bộ thiết kế và công nghệ các ngành đặc thù, nghiên cứu vận dụng sáng tạo hiệu quả khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo vai trò và trách đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của kinh tế xã hội ở Việt Nam với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Nhìn nhận lại công tác phát triển sở hữu trí tuệ của Việt Nam thời gian qua, các chuyên gia nhận định mặc dù đã có những điểm sáng nhưng so với các nước phát triển thì hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay vẫn còn những bất cập. Trong đó chủ yếu là quy định pháp luật về các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn thiếu tính thực tế, hệ thống cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn mỏng và tồn tại nhiều điểm yếu chuyên môn nhận thức. Nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các nghiên cứu và giải pháp để hoàn thiện hệ thống sở hữu trí tuệ trong nước, tham khảo kinh nghiệm ở các nước phát triển để hoàn thiện và đáp ứng kịp thời về sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển các thành phần kinh tế Việt Nam.
Sáng nay ngày 15 tháng 9, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 và chính thức đón hơn 9.000 tân sinh viên từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về học tập. Là trường đại học có bề dày truyền thống 50 năm trưởng thành, Đại học Cần Thơ luôn xứng đáng là một trong các đơn vị đứng đầu ngành đào tạo nhân tài của cả nước. Hiện trường có quy mô đào tạo gần 150 ngành và chuyên ngành thuộc 3 bậc đại học, cao đẳng và sau đại học với tổng số gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Theo đó, mỗi năm trường trung cấp một nguồn lớn lao động có trình độ cao cho xã hội và toàn vùng. Trong ngày khai giảng năm học mới 2015-2016, Đại học Cần Thơ chính thức đón hơn 9.000 tân sinh viên đồng bằng sông Cửu Long vừa trúng tuyển vào trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Nhật Bản lên tiếng cảnh báo về kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Đức tuyên bố ủng hộ việc cắt viện trợ của Liên minh châu Âu đối với những nước từ chối hạn ngạch tiếp nhận người di cư. Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch phóng tên lửa tầm xa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cho rằng động thái này dường như là một cuộc thử tên lửa đạn đạo và gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tối qua tuyên bố nước này đang ở giai đoạn cuối của việc phát triển một vệ tinh địa tĩnh mới để dự báo thời tiết. Động thái này làm dấy lên những dự đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm xa vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10 tháng 10 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-suk nhấn mạnh: bất kỳ hoạt động phóng tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên đều là hành động khiêu khích nghiêm trọng và là một mối đe dọa quân sự, cũng như vi phạm rõ ràng những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc cấm nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Cùng ngày, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế những hành động khiêu khích, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc trong các vấn đề liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến mới nhất, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA chiều nay thông báo các nhà khoa học về năng lượng nguyên tử của nước này đang nâng cấp các vũ khí hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng. Theo đó, các cơ sở hạt nhân thuộc khu phức hợp hạt nhân Yongbyon đã được tái sắp xếp, điều chỉnh và bắt đầu hoạt động đầy đủ. Khu phức hợp Yongbyon vốn bị đóng cửa vào năm 2007 theo một thỏa thuận giữa Triều Tiên với nhóm 5 quốc gia gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Năm 2008, Bình Nhưỡng đã phá hủy tháp làm lạnh của lò sản xuất plutonium để thể hiện trách nhiệm của mình đối với thỏa thuận này. Sáng nay, cựu Bộ trưởng Truyền thông Australia Malcolm Turnbull đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 29 và là Thủ tướng thứ 4 trong vòng 5 năm qua ở nước này. Trước đó, thì chính khách 60 tuổi này đã bất ngờ giành chiến thắng trước đương kim Thủ tướng Tony Abbott trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền. Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trước toàn quyền Peter Cotgrove, tân Thủ tướng Malcolm Turnbull cam kết sẽ hết lòng phụng sự nhân dân và trung thành với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người đứng đầu khối thịnh vượng chung của châu của Anh, mà trong đó Australia là một thành viên. Tân Thủ tướng Turnbull cho biết, ưu tiên hàng đầu của ông là tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế với cam kết thổi luồng gió mới vào nền kinh tế Australia đang có dấu hiệu giảm sút. Phát biểu với báo giới, tân Thủ tướng Australia khẳng định sẽ không kêu gọi bầu cử trước thời hạn và tuyên bố quốc hội hiện hành sẽ hoạt động hết nhiệm kỳ, có nghĩa là tới cuộc tổng tuyển cử theo dự kiến vào tháng 9 năm 2016. Trong cuộc bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền diễn ra vào tối hôm qua, ông Turnbull đã bất ngờ giành được 54 phiếu ủng hộ, trong khi ông Abbott chỉ nhận được 44 phiếu bầu. Trước đó, cựu luật sư và là tỷ phú Australia này đã từ chức Bộ trưởng Truyền thông để thách thức vị trí lãnh đạo Đảng Tự do với ông Abbott. Chính phủ Đức hôm nay tuyên bố ủng hộ việc gắn viện trợ của Liên minh châu Âu EU với vấn đề tiếp nhận người di cư để gây áp lực đối với các nước thành viên trong việc chấp nhận kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận 120.000 người di cư mới từ các nước có xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi đang tràn vào châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi hội nghị các bộ trưởng tư pháp và nội vụ của EU kết thúc vào đêm qua, nhưng không đạt được thỏa thuận về kế hoạch phân bổ người di cư. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết,
EU cần thảo luận về cách thức gia tăng áp lực đối với các quốc gia nhận được nhiều viện trợ từ EU nhưng lại từ chối kế hoạch chung của khối về việc tiếp nhận người di cư. Theo ông Michel, Đức đã nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker về việc cắt giảm viện trợ của khối này đối với những nước từ chối tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch được phân bổ. Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania là bốn quốc gia phản đối việc áp đặt hạn ngạch phân bổ người nhập cư của EC. Hiện, Hungary đã đóng cửa khẩu biên giới chính với Serbia sau khi có gần 9.500 người di cư tràn vào nước này chỉ trong ngày hôm qua. Hungary cũng đã bắt đầu áp dụng luật bỏ tù những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, Áo cũng đang tăng cường triển khai quân đội để hỗ trợ cảnh sát đối phó với làn sóng di cư sau khi có đến 15.700 người nhập cư từ phía Hungary tràn qua biên giới nước này chỉ trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, quân đội Indonesia cho biết hôm nay đã tăng cường thêm hơn 1.000 binh lính để tham gia dập tắt các đám cháy rừng lớn xảy ra trên đảo Sumatra. Trong nhiều ngày qua, khói bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia đã bay sang các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Theo giới chức quân đội Indonesia, 1.050 lính, 59 binh lính đã được điều đến các địa điểm xảy ra cháy rừng trên khắp đảo Sumatra, nâng tổng số quân nhân tham gia dập lửa lên 2.909 người. Trước đó, chính quyền tỉnh Riau trên hòn đảo lớn nhất của Indonesia này đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi khói bụi từ các đám cháy rừng bao phủ khắp các khu vực dân cư và mức độ ô nhiễm không khí đã tăng lên cấp độ gây hại cho sức khỏe con người. Không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Indonesia, khói bụi từ các đám cháy rừng còn lan sang Malaysia khiến nhiều trường học ở thủ đô Kuala Lumpur đóng cửa. Còn tại Singapore, người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời do chỉ số ô nhiễm tại đây đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm qua. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.